Dạ vâng, shop em xin chào tất cả các bác là thợ nuôi ong trên toàn quốc. Và trong cái nội dung ngày hôm nay thì shop em xin lên và làm một cái video thanh lý ba cái thùng quay mật như này. Riêng cái thùng to nhất này thì nhà em còn ba cái, thế còn hai cái thùng ba cầu hai bên này thì nhà em chỉ còn mỗi loại còn có một cái thôi. Ở đây lý do thanh lý là cái con thùng to nhất này này là cái phiên bản này em nhập về cách đây cũng khoảng 3 năm rồi. Thùng inox gần như hoàn toàn là inox các bác nhé. Và đây là phiên bản của thợ miền Nam sản xuất đưa ra miền Bắc. Sau đấy thì không, nói chung là các bác không ưa chuộng cái mẫu này thì hôm nay em làm cái nội dung thanh lý giá rất là rẻ cho các bác. Đấy, sau khi em giới thiệu chi tiết về các cái mẫu thùng này thì em sẽ báo giá từng chiếc một nhé, cho các bác tham khảo, và các bác nào ưng thì có thể mua cái mẫu thùng thanh lý này, nó rất là rẻ thôi. Thật sự là em bán đi để dọn kho. Đấy, chứ còn cũng 3 năm rồi, để nguyên 3 năm rồi các bác nhé. Đấy, bán được đồng nào thì được, nhưng mà đảm bảo các bác thùng cực kỳ chất lượng luôn, đẳng cấp là khác, chẳng qua là các bác ít cập nhật cái mẫu này ở miền Bắc và các bác nuôi ong nội ít cập nhật thôi. Đầu tiên em xin giới thiệu cái mẫu thùng ba cầu ở ngoài này. Đấy, mẫu ba cầu ở ngoài cùng này nhá, là cái mẫu bánh răng này. Đấy, bác nào mà kết con này tháo được cả cái trục này ra luôn nhá, nó có cái tai ở đây này, các bác tháo ra là nhấc cả cái guồng này ra. Đấy. Tay sách thì bằng thép này. Con này cũng nhập lâu rồi nhưng mà dùng vẫn rất là ok. Đấy, con này thì nó bị lỗi, gọi là bây giờ không ai sử dụng cái bánh răng này nữa, đấy, cho nên là em thanh lý đi. Đấy, quay rất là ok đúng không các bác? Đấy, đáy thì là đáy chóp lón nhá, có vòi chảy mật này, khung thép, thép này. Đấy, con này bị lỗi. Đấy, con này các bác nào mà chơi con này này thì giá nhà em thanh lý cho các bác là 500k các bác nhé, là chiếc này. Đấy, bác nào kết thì báo em chỉ còn một chiếc này thôi. Ba cầu nhé, đáy chóp lón, có vòi chảy mật ạ, 500k. Các bác chụp ảnh màn hình xong gửi cho bên em nhé, kết nối qua Zalo. Đấy, các bác kết nối qua Zalo bằng cách là các bác kéo xuống phần ghi bình luận ở phía bên dưới, sẽ thấy cái số Zalo em ghi một phần bình luận. Các bác kết nối trực tiếp nhé, nếu còn thì em báo là còn. Các bác nhanh tay để đặt hàng cho cái mẫu thùng này. Rồi, tiếp tục em qua một mẫu thùng inox hoàn toàn. Đây là mẫu thùng 3 cầu inox hoàn toàn các bác nhé. Mẫu này thì bây giờ các bác cũng ít dùng, và con này em cũng nhập về 2 năm rồi. Đấy, vòi chảy mật thì bằng nhựa. Đấy, và tay cái quai sách thì cũng là bằng inox, sách ở đây ạ. Đấy, phiên bản này. Và ở đây bên trong cũng là dạng đáy chóp lón bác nhé. Inox này, con này là inox nhưng mà inox nhiễm, và nó bị một cái vết ở đây, hai cái vết là do cái hàn cái bên ngoài ấy, cho nên là các bác nhìn thấy nó bị vết ở đây. Và thùng thì nó cũng không được gọi là tròn lắm. Đấy, cho nên là con này inox hoàn toàn này. Thì con này giao lưu các bác là 650k bác nhé. Đấy, bác nào kết con này là 650k, em còn một con thôi. Thanh lý inox hoàn toàn. Nhưng mà inox vẫn nhiễm ạ, inox 201 ạ. Em báo luôn ở trên video này. Đấy, ba cầu. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, con này là 650 này. Các bác kết thì nhắn qua cho em hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em nhé. Và bây giờ em xin giới thiệu đến cái mẫu thùng quay mật của miền Nam. Mẫu này thì em nhập về cách đây 3 năm rồi. Em nhập 10 cái thì em bán được 7 cái rồi, còn 3 cái thì thật sự các bác là lâu lắm rồi em cũng không lên cái video này. Nhưng phải nói là con này là một cái thùng quay mật nó chất lượng thật sự luôn, nó đẳng cấp. Nhưng mà nó to lắm các bạn. Nó rất là to, bởi vì có cái này này là quay được cả cho ong nội và ong ngoại. Đấy, làm cực kỳ chắc chắn luôn, quay cực kỳ êm. Đấy, con này là thợ ở Đồng Nai làm. Đấy, quay cực kỳ là êm, bởi vì là cái thiết kế của thùng quay mật ở miền Nam là cái đáy bên dưới là hàn một cái xà nữa như này, cho nên là cái trục bi ở phía bên dưới nó gánh thẳng lên, chứ nó không phải là dạng đáy chóp lón, nó cũng không phải là dạng đáy chóp lón như cái trục này. Đấy, các bác nhìn thấy cái trục này thì là mình sẽ gánh ở kia. Thế còn cái trục này là có một cái thang gánh này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Và chủ yếu cho cái này là các bác nuôi theo kiểu quy mô đàn lớn ấy, thì quay con này cực sướng luôn. 6 cầu các bác nhé. Inox cực kỳ chắc chắn con này. Quay được cả ong nội, ong ngoại, tức là quay được cả cầu 42, cầu 48. Quay cực kỳ là êm, bởi vì là một thời gian em cũng đã mang cái sản phẩm này đi test thử rồi. Đây cũng có vòi chảy mật ạ. Vòi chảy mật cũng làm rất chắc chắn và đẳng cấp. Này. Tay sách cũng inox luôn này. Quay sách cũng inox luôn.
xà cũng inox. Đấy. Mẫu này lúc em nhập ra là 3,2 triệu. Đấy. Em chia sẻ thật luôn, mẫu này lúc em nhập ra bác bán là 3,2 triệu. Đấy giá nhập đấy ạ. Thì sau em cũng bán hòa thôi, bởi vì nó thợ ở phía Bắc cũng không chuộng cái mẫu này. Đấy, thì bây giờ em thanh lý lại cho các bác là 2,2 triệu một chiếc. Quay được cả ông nội ông ngoại, đẳng cấp. Nói thật sự các bác là chiếc thùng quay mật này đẳng cấp, nhưng bác nào nuôi số lượng nhiều và to, thế đàn to mà lại nuôi cả cầu 42, cả cầu 48 thì sử dụng con này cho em. Em báo lại nhé, con này là 2,2 triệu, được chưa? Đấy là chiếc to này. Đấy, thùng quay mật miền Nam. Còn mẫu này là 500 như em báo ở đầu. Đấy, mẫu 3 cầu này là 500 ạ. Còn mẫu này là 650. Đấy, các bác liên hệ sớm cho bên em để liên hệ đặt hàng các bác nhá. Nội dung ngày hôm nay thì em thanh lý những cái thùng quay mật như thế này. Đấy, bác nào mà kết em nào thì trực tiếp điện cho bên nhà em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.